ôm cho chặt vô nghe, em thôi té đó. Hồi xuống đi, phải đau lưng anh ba đó. Được rồi, được rồi con. Trời xuống ha, có mấy anh kìa, Ma chết lại làm đi. Ma chết làm cho nó đi. Ma chết đó. Nè, kìa, Ma chết kìa. Đó. Nè, Ma chết nó xương không? Trèo lên cái lưng nó đó. À, Ma chết nó xương không? Nó đâu có im như mà chát với Ma chờ đâu. Đi gì kì. Ma chết đó. Ma chết đó. Ma chát là sướng nhất á, Ma chát là leo lên Ma chát con, Ma chát là sướng nhất á. Ma chát là cái đất nó bự lên cái lưng mình. Yuppie. Té té. Rồi hôm nay cả nhà của mình sẽ đi ra ngoài ba chơi. Ma chít ơi. Đó, em mặc đồ thấy ghét chưa? Ma chít ơi. Mấy cái áo với lại cái nón mua ở Việt Nam á mọi người, mua rẻ xì à. Cái nón mua có 20 đồng à. Đẹp quá trời luôn. 20 ngàn Việt Nam á mọi người. Ma chít dán cái ra đằng sau là nó rộng quá với cái đầu của con kìa. Ma chít đó, hôm nay đi đá banh hả? Đi đá banh. Đi đá banh. Nước cam mà. Ma cho nó khát nước, nó uống nước. Đưa đây mẹ giữ sao bắt em cầm nặng. Trời ơi, mặc đồ đẹp chưa? Đi đá banh mà mặc đồ đẹp quá vậy. Chạy đi đâu vậy? Đi nè, lên xe nè con. Lên đây, mở cửa lên xe. Mình ngồi đâu? No. Mình mở cửa ra. Mở cửa ra, leo lên xe. Mở cửa ra, mở mạnh lên. Rồi, thôi không được, thôi mẹ giúp nha. Rồi, trèo lên ghế của mình đi. Trèo lên được không? Trời ơi, sức mạnh chưa? Rồi, trèo lên ghế của mình nha. Trèo lên ghế của mình ngồi nha. Rồi, ngồi xuống đi. Chép với mà chị đá. Trời ơi, mới có 2 tuổi rưỡi rồi đi đá banh. Thiệt luôn. Đi đâu vậy? Đứng đây đá được rồi con. Lại đó người ta sút vô mặt mình á, đau lắm á. Trời ơi, đòi lại cái khung thành đứng đá này. Khổ ghê nơi. Đi lại đây đi con gái ơi. Lại đây đi con. Đứng đây nè, môi nó sút cho banh đó. Đó, đứng đây đá với anh hai nè, đứng đây đá được rồi. Đó, anh hai đá banh nè, đứng đây đá cho anh hai đá với em nè. Rồi, đâu biểu diễn dài đường coi cầu thủ. Trời đất ơi, học được 1 năm rồi, đâu biểu diễn dài đường cho tôi coi. Sao vậy con gái? Đòi mặc đồ thể thao rồi đi đá banh với mấy anh này trời. Ba này kỳ quá, rủ người ta chơi đá banh rồi bỏ đi mất tiêu, khóc bùm sùm hết nè. Còn nha, chúng tôi mà chích nha. Đó. Dịnh cho chắc nha con. Mà chắc là có được là bạn gái xin chơi nữa kìa. Ra ngoài đây chơi rồi, có bạn gái xin chơi rồi, xin chơi chung.
lạnh không con? Má kêu con có lạnh không? Nhỏ là Việt Nam cái bên không? Không. Đây, chơi đi. Đi dành chơi ra. Đây đây để mẹ đi. Anh Hải lấy cái thợ chị nét của bà đi à. Chạy thiệt là nhanh luôn. Trời ơi, coi nói là nó ruộng nha trời ơi. Mình thì cứ lo sợ nó té luôn à. Trời đất ơi, coi nó ruộng nha trời. Chạy được không? Cái chừng á đã được thắng lại được. Chạy dữ vậy? Rủa gì vậy? Bạn à, nãy giờ bạn đợi con chơi quá trời nè. Chơi đi. Trời ơi, hôm nay chơi nguy hiểm quá à. Cái đằng này mới cuốn mất nè. Có xíu kia mới cuốn mất. Machida lại đây với mẹ đi. Machida. Machida nó. Nàng mệt rồi, nàng quậy ra đây. Đi ra sữa, uống sữa. Tự nhiên giờ đâu uống sữa. Ok, 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 đi lên kia mẹ cho uống nước. Mẹ mẹ đây. Lại đòi đi, lại đòi lại. Mà tôi nói mà tôi đòi. Đi đi lại kìa. Nó lôi cũng ba xuống như vậy. Mà tô lo lên cho em coi. Mà tô lo cái xe lên cho em. Ba tuổi là đi xuống dưới kia rồi. Mắt trước mà theo. Ây da, trời ơi, mày đụng như vậy. Lỡ ấy rồi sao mà chết. Mặt mà chết đi đâu mất tiêu rồi. Cứ lấy cái thông tin nét điện của tao đi đâu rồi. Mà tô khùng hả? Trời ơi, nói thì chưa, em nó bắt trước rồi thấy không? Nè Machida, Machida. Mặt đây nè. Machida. Nó đòi đi túi sơn nè. Mà chết được chứ con à, còn nhỏ lắm. Con trôi nó không sợ mà con chết nó sợ. Tình sao chứ mà. Tình sao chứ. Điếc ngon kìa, điếc ngon. Quê quê, mà tôi nãy giờ chưa đi nè. Bây giờ cả nhà của Dân ở bên mua kem ăn ngon ngon. Tình kem này là tình kem nổi tiếng. Ủa, sao mày chưa ba mẹ ra hả? Mẹ bà nổi kìa. Mấy bà còn đi bánh mì. À, Machida ơi. Đó, mua kem cho bà ăn. Cầm cái kem lên, cầm cái kem lên. Đây nè. Đi. Ăn ăn kem rồi dạo biển nè. Mà Machida bà khoái lắm, bà ăn kem dừa khoái lắm. Hỏi giò lại phải không? Không, lên kia ngồi, lên đây ngồi, lên đây ngồi. Để cho nó đừng có nằm được á. Không có ăn mày nó ngủ. Nó làm đi, nó ở đây nó làm mấy cái cục nhìn nè mọi người, để cho người ta đừng có nằm được á. Đi đi nè, đi nè. Mẹ đi nè nha. Không có ngồi đâu, đi. Che mắt tiêu.
Trời bây giờ cũng còn lạnh lắm mọi người, nhưng mà hồi nãy trưa thì nó có nắng á, nhưng mà giờ nó sụp nắng rồi, nó hơi lạnh á. Nãy mình tưởng đâu là không có lạnh lắm, mình đi ăn kem, giờ ăn xong mà lạnh quá trời luôn. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo nhé.